thực hiện sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Vương miện Miss World Việt Nam 2022 được nhà sáng lập thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu, bà Hoàng Thanh Nga trực tiếp lên ý tưởng cùng ban tổ chức. Vương miện Miss World Việt Nam 2022 Ocean Lotus, đóa sen tinh khiết từ đại dương xanh thẳm. Màu xanh của biển, màu trắng của sóng nước kết tụ lại thành những đóa sen tỏa sắc, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tấm lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Vương miện Miss World Việt Nam 2022 là sự hội ngộ hoàn hảo và trắng lệ của 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau, mang đến một thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp, tạo nên sự tâm huyết cùng sự kỳ công của đội ngũ chế tác tài năng trong nước và quốc tế. Vương miện Miss World Việt Nam 2022 là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ, đòi hỏi quy trình sản xuất công phu nhất từ trước đến nay. Tất cả những viên đá quý đều được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt để giữ được độ lấp lánh và tính thẩm mỹ cao. Hai chiếc tiara dành cho hai á hậu Miss World Việt Nam 2022 cũng là những thiết kế sang trọng được chế tác từ vàng trắng và đá quý. Những tuyệt tác danh giá đang đón chờ chủ nhân của ngôi vị cao quý, vương miện và tiara Miss World Việt Nam 2022.